Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn về cái cách làm một cái thẻ đeo cho đại hội đảng, chi bộ hoặc là đảng bộ, tùy theo cái nội dung của khách hàng. Nói chung là quan trọng đây là một cái hình thức để mình làm ra một cái thẻ đeo, và sau này chúng ta có thể áp dụng là bất cứ thẻ nào. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ha. Trước tiên thì thông thường cái thẻ đeo là nó sẽ lớn hơn cạc với xích một chút thôi, kích thước nó cũng lớn hơn một chút. Thì cái đeo á, một lát nữa mình sẽ cho các bạn thấy là cái thẻ đeo nhựa có ghim băng như thế nào sau khi ở cái phần hoàn thiện. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách mà để thiết kế ra một cái bảng như sau. Thứ nhất là các bạn mở Corel lên, sau đó các bạn vào trong cái thằng Rectangle Tool hoặc các bạn bấm F6. Đây là các bạn thấy cái này không, nó đây nó có cái hình vuông nè, rồi các bạn vẽ ra cái này. Thì đối với một cái thẻ đeo đại hội mà có những cái thẻ mà người ta đang làm, các bạn ra chỗ nào các bạn mua cái thẻ đeo, các bạn nói là mua cái thẻ đeo đại hội thì người ta sẽ biết, người ta sẽ bán cho các bạn. Và kích thước của nó thì nằm ngang của nó là 9 cm, và cao, nếu mà cao cái độ cao mà nó cho sát sao luôn thì khoảng 65. Tuy nhiên để mình chừa hao ra trong cái khoản, cho nó có một cái là khi mà mình nó sẽ không có cái vấn đề xây dịch thì mình sẽ chọn là 56. Đây đây là kích thước ha. Rồi sau đó để tạo một cái đường viền. Sau khi vẽ này xong mình sẽ tạo một cái đường viền, thì các bạn lít vào trong cái hình như thế này. Các bạn đường trỏ chuột tới ngay chỗ cái hình phía dưới đây. Này, bên góc này nè, các bạn thấy là bên góc này nè. Nó sẽ hiện ra bằng cái Drop Shadow Tool nè. Các bạn lít trái chuột vô. Thì nó sẽ đây nó hiện phần contour. Đây. Rồi các bạn sẽ thấy là cái con chỏ chuột nó sẽ xúc này, nó sẽ có cái hình dạy thế này. Sau đó các bạn đưa con chỏ chuột tới chỗ cái góc như thế này nè, rồi các bạn giữ trái chuột, giữ trái chuột các bạn kéo xuống. Thì đối với ở cái phần kích thước này thì nó sẽ cho chúng ta là một cái bảng, tức là nó sẽ đưa một cái hình vuông vô rất là đồng đều, và sau đó chúng ta thả trái chuột ra. Thì như thế này. Thì để như thế này các bạn sẽ thấy là khi mình vẽ như thế này á, thì hai cái đường như thế này thì nó sẽ dính liền với nhau. Do đó các bạn bấm cho mình cần trôn ca ha, các bạn bấm giữ cần lít vào đối tượng nè, lít vào đối tượng hết, các bạn bấm cần trôn và cái chữ phím chữ ca ở trên bàn phím, thì sau đó các bạn sẽ thấy hai đối tượng sẽ tách ra nè. Được chưa, đối tượng sẽ tách ra nè. Đây, các bạn thấy không? Đó, bấm chữ ca cần trôn ca, hai đối tượng tách ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ tô. Thông thường thì một cái thẻ đeo đại hội thì nó sẽ nằm ở cái màu đỏ và màu xanh. Thì màu đỏ các bạn tô màu đỏ. Đối với cái viền thì đa số những cái thẻ mà đại hội thì người ta hay chỉ làm hai màu thôi, một màu xanh và màu đỏ, và cái viền là viền vàng hoặc là viền trắng. Thì đỏ là viền vàng, thì các bạn lít vào trong cái màu vàng, các bạn lít phải chuột thì các bạn sẽ tô màu viền vàng. Thì để cái viền vàng ở trong nó có độ nét to hơn thì các bạn sẽ lít vào trong cái viền ở trong này. Các bạn sẽ thấy trên đây nó sẽ có một cái mũi tên, cái ngòi bút, các bạn sẽ xả xuống và các bạn sẽ chọn đây. Rồi sau đây là cái, đây là cái một phần hình thức ha. Này, thông thường thì các bạn đừng có kéo nó vô lắm, mà các bạn sẽ kéo cho nó hơi xích xích ra vào đây chút. Đó, như thế này. Đó. Rồi sau đó sẽ ra một cái đường ngang thế này. Các bạn dùng cái ô vuông hoặc là các bạn dùng cái hình vuông các bạn vẽ cũng được. Bạn vẽ ở đây, các bạn tô màu cho nó màu vàng đây. Rồi. Rồi. Rồi sau đó đối với những hình thức mà cái thẻ đeo đảng đại hội đảng á, thì các bạn sẽ thấy trên này nó sẽ có dòng chữ là Đảng Cộng sản Việt Nam à. Thì những cái chữ này các bạn tùy theo mẫu chữ, nhưng mà theo mình thì các bạn nên làm những ở cái mẫu chữ mà cho cái nét nó đậm hơn, thì để khi á, mà mình tô màu lên nó sẽ rõ. Hay mình tô chữ màu vàng luôn nè. Rồi ở phía dưới đây nè, các bạn sẽ làm một cái chữ tức này nè, chồng đại hội. Thì kiểu chữ này cho nó khác một chút, mình chọn chữ này.
À, để chữ với lại cái khung nó cân nhau thì các bạn lít cái chữ, lít vào đối tượng chữ nè và lít vào đối tượng khung, sau đó các bạn bấm chữ C thì nó sẽ cân ha. Cân thế này và tô chữ cho màu vàng luôn. Rồi kế tiếp đến là đại hội chi bộ ha. Đại hội chi bộ dưới dòng chữ là chi bộ. Cái này các bạn muốn cái chữ này nó cân giữa cái khung này thì các bạn lít vào đối tượng chữ nữa ha. Bạn lít vào đối tượng khung, các bạn bấm chữ C trên bàn phím thì nó sẽ vào nè. Rồi. Để mà cái những nếu mà các bạn muốn đánh cái dòng sau á, mà nó trên cái dòng này luôn mà nó cân theo cái hình thức cái khung này thì các bạn chọn vào đây này, giống như trên Word đó. Các bạn chọn vào trên, các bạn chọn vào cái center nè, Ctrl E nè ha. Rồi, chứ bộ này. Đây là lần thứ bao nhiêu nè, rồi phải cái nhiệm kỳ hoặc là các bạn đánh gạch ngang cũng được. Nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai. À, các bạn sau đó là các bạn khi các bạn đánh xong các bạn cân này ha, các bạn cân làm sao mà cho cái thẻ nó tương đối, nó nhìn nó cân đối với nhau hết ha. Rồi rồi sau đó ví dụ ở trên đây cái phần trên đây thì nó sẽ có một cái logo của đảng nữa ha, thì các bạn lên mạng các bạn tìm về cái phần lá cờ đảng ha, các bạn vào Google. Rồi các bạn tìm lá cờ đảng, bạn đánh vào cái nội dung lá cờ đảng là nó ra. Rồi các bạn vào trong hình ảnh nha. Rồi mình sẽ đi tìm một cái lá cờ đảng. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng cái lá cờ đảng này ha, mình sẽ làm. Rồi ở đây mình sẽ lít mở lên, các bạn sẽ lít vào hình để các bạn mở lên nha. Rồi sau đó các bạn lít phải chuột, các bạn sao chép hình ảnh rồi các bạn mở Corel, các bạn paste vào. Rồi tới đây nè thì các bạn không thể nào các bạn để nguyên cái nền này các bạn bỏ vô được, các bạn sẽ thấy một cái nền trắng ha, nhìn nó rất là khó coi. Đối với một số mà bạn á, đối số một số nơi á, người ta hay bỏ thế này nè, tức là làm nó nhìn nó rất là không có thẩm mỹ ha. Do đó là các bạn cắt ra cắt cái hình, thì cái cắt cái hình là mình đợt trước mình có chỉ với các bạn rồi đúng không, thì bây giờ các bạn cứ lấy một cái hình ra thế này rồi sau đó các bạn vào trong cái freehand tool hoặc là các bạn bấm F5, các bạn bấm vào cái chữ pen rồi sau đó các bạn vẽ kéo từ đây ra, các bạn lít tới đây nè, các bạn giữ trái chuột và các bạn kéo thế này, rồi sau đó là đã tiếp vẽ tiếp vào đường thứ hai, các bạn đưa con trỏ chuột vào trong đây tới cái nút này nè, nó có chữ V nè, sau đó các bạn bấm nút Alt, các bạn lít vào một cái thì nó sẽ thẳng lại cái đường như thế này nè, rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ, hoặc là các bạn có thể là vẽ thế này, nếu các bạn chưa quen thì các bạn có thể vẽ từng điểm càng ngắn càng tốt thì nó sẽ cũng tạo ra một cái đường cong như thế này ha. Còn nếu mà ai khi mà mình đã quen rồi á thì từ điểm này đến điểm này thì nó đang là một đường cong, thì từ điểm này các bạn tới đường trong con chuột cái mũi pen tới đây, rồi các bạn giữ trái chuột nè, rồi sau đó các bạn để giữ trái chuột, các bạn rê con chuột ha, các bạn rê nó sẽ thấy hai cái mũi tên như thế này, rồi các bạn sẽ kéo, các bạn sẽ canh chỉnh sao cho nó đúng, các bạn thả ra rồi sau đó các bạn đưa con cái mũi pen này vào trong đây là các bạn sẽ thấy cái chữ noi không, cái chữ noi nó là hiện lên nè, sau đó các bạn bấm thêm nút Alt cho bàn phím, sau đó các bạn đứt trái chuột lần nữa thì nó sẽ hiện ra là cái đường thẳng như thế này, rồi sau đó chúng ta tiếp tục vẽ. Rồi các bạn sẽ vẽ xong, các bạn để lấy cái đường này, chúng ta vẽ càng kỹ thì khi mà cái hình ra thì chúng ta sẽ thấy nó cái độ nhuyễn nó sẽ có nha,
cho nó cứ, nếu các bạn nào mới á, thì các bạn chưa có quen á, thì các bạn có thể là lít lít từng điểm nhỏ cũng được. Ví dụ đây đó, các bạn lít càng điểm nhỏ càng tốt đó. Các bạn lít từng điểm nhỏ thì nó cũng 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 ra cái hình thôi. Ở đây đường thẳng thì chúng ta lít ở đây rồi. Sau đó các bạn chọn vào cái hình mũi tên này là piston nè. Rồi sau đó các bạn giữ trái chuột, các bạn quét chọn hai đối tượng, tức là một cái đối tượng vẽ với lại đối tượng hình. Sau đó các bạn sẽ nhìn trên đây, các bạn sẽ thấy nè cái in intersect nè. À, các bạn sẽ chọn intersect, lúc đó là nó sẽ vẽ được cái hình ra rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lít vào trong cái hình ngoài, chúng ta xóa cái hình dưới đi. Và ở đây là các bạn sẽ thấy là đây nè. À, bây giờ là cái lá cờ nó đã mất cái viền ấy rồi đúng không? Cái viền cái nền trắng rồi. Tuy nhiên khi mà các bạn đưa cái lá cờ này vào á như thế này nè, các bạn sẽ không có thấy được ha, các bạn sẽ không có thấy được là cái lá cờ màu đỏ. Tuy nhiên là mình để đó, mình sẽ cho nó cái đường vẽ hồi nãy á, cái đường vẽ này nè là mình vẫn giữ nguyên luôn. Rồi sau đó các bạn sẽ tô cái đường vẽ này, có thể là ở đây nó đang là màu vàng thì các bạn cho nó tổng thể luôn, cho nó màu vàng. Các bạn lít phải chuột tô cái đường viền này. Bây giờ các bạn sẽ thấy đây là cái lá cờ đảng này ha, nó sẽ ra như thế này. Rồi coi như là chúng ta xong cái hình thức đây. Xong hình thức một cái thẻ đeo đại hội của chi bộ thuộc đảng bộ ha. Còn đối với mà cái thẻ màu xanh thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần copy ra. Các bạn để copy là các bạn quét chọn hai đối tượng ha, quét chọn hết tất cả các đối tượng, các bạn đưa con chuột vào trong đây. Trong đây nè, các bạn sẽ thấy nè, cái con chuột lúc này ở đây nè, khi mà đưa vô đây thì các bạn sẽ thấy nè, ở trên này nó có mũi nhọn thì nó bằng vào center nè. Các bạn kéo nó ra, giữ trái chuột các bạn kéo ra một bên. Và sau đó các bạn giữ trái chuột và lít phải chuột sau đó thả ra thì nó sẽ copy được. Hoặc là các bạn cũng có thể bấm Ctrl V, Ctrl C ha. Đây nè, các bạn bấm Ctrl C. Rồi sau đó các bạn bấm Ctrl V rồi các bạn kéo ra cũng được. Đối với vậy. Rồi sau đó đối với mà cái thẻ màu xanh thì các bạn chỉ cần tô màu xanh nữa là xong. Các bạn lít vào các bạn chọn màu xanh. Thì ở đây mình hay chọn cái đối với màu xanh á, thì nó có hai dạng nè. Có thể là các bạn sẽ chọn màu xanh này. À, màu xanh này thì các bạn nên cái màu xanh này nó hơi lợt thì các bạn nên tô cái màu nó đậm hơn thì các bạn vào thông số thông thường á, thì các bạn ở cái thông số cyan là 100 rồi. Thì magenta các bạn cho 60 thì cái màu xanh nó sẽ đậm hơn một chút. Và đây nè, và đây là cái tổng thể ha, nhưng mà mình ở đây mình hay sử dụng cái màu này đó. Thì có thể là cái màu xanh thì có thể màu xanh này hoặc là màu xanh tím hoặc là màu xanh đậm hơn hoặc là màu xanh da trời thì các bạn có thể chọn. Rồi sau khi hết ha, sau khi làm hết thì các bạn sẽ coi số lượng là người ta đặt cái thẻ màu đỏ là bao nhiêu và cái thẻ màu xanh bao nhiêu, rồi chúng ta sẽ làm ra. Thì trên một cái tờ giấy A4 thì nó làm được khoảng 10 con thế này. 10 con. Thì để bây giờ 10 con mà để nhân ra 10 con thì các bạn nên quét hết tất cả các đối tượng, các bạn bấm Ctrl G ở trên bàn phím, tức là mình để là nó là group, tức là group hết tất cả các đối tượng. Rồi sau đó các bạn vào trong cái phần object nè. Đây nè, các bạn thấy trên đây không? Offset. Thì các bạn sẽ vào xuống cái phần transformation nè. Rồi các bạn sẽ bấm vào cái transition nè. Thì ở đây họ là các bạn sẽ bấm cái phím tắt là Alt F7. Alt F7 nó cũng ra. Thì ở đây thì nên khi mà bấm Alt F7 thì nó ra cái phần transition nằm đây nè. Các bạn lướt vào. Hoặc là các bạn vào offset, các bạn vào form transformation. Form transformation các bạn lướt vào thì nó cũng ra. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn đối tượng cần cần nhân bản lên, và trong đó thông thường á, nếu đối với X7 á mà các bạn mới ra về mà các bạn bấm á, thì nó sẽ nhân chồng lên, nó sẽ nhân chồng lên. Nhưng mà khi á, mà các bạn cần bấm vô đây một cái rồi xong các bạn bấm lại vô đây một cái rồi đây nè, các bạn muốn ở nó copy xuống phần dưới, các bạn muốn copy nó phần xuống đây, ở đây đây xuống đây là 4 5 cái, bên đây 5 cái là 10. Thì ở đây nè, nó có nè, copy nè, dưới nè, trên nè, ngang nè, qua phải nè, qua trái nè. Thì đây là cái số, ở đây mình đây là 1 rồi, mình cần copy thêm 4 thì mình đây mình đánh thêm 4 cái nữa và các bạn bấm apply thì nó sẽ ra 4 nè. Rồi sau đó các bạn chọn hết 5 đối tượng này và các bạn chọn về phía phải ha, phía phải hoặc phía trái thì các bạn click vào trong đây.
Rồi sau đó các bạn ở đây các bạn chỉ cần nhân một một cái nữa thôi, một một dãy nữa thôi là đủ. Thì bạn bấm số 1. Đó, đây là cái bảng. Sau đó các bạn rút hết tất cả các đối tượng, các bạn bấm chọn Ctrl G tiếp. Sau đó các bạn bấm chữ V, V phở trên bàn phím, rồi nó sẽ ra như thế này. Và đây là cái đường đen là chúng ta để chúng ta cắt nè. Hoặc nếu các bạn không cần thích đường đen thì các bạn có thể tạo hình một đường trắng cũng được. À, thì đây mình sử dụng đường đen đường trắng thì tùy nha, cái viền đen viền trắng thì tùy các bạn nha. Rồi rồi đối với màu xanh là cũng vậy. Rồi sau đó bây giờ chúng ta sẽ tiến hành in ấn và để cắt ra, và chúng ta sẽ bỏ vào trong cái thẻ hoàn thiện. Rồi sau khi chúng ta dàn vô đây hết rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành in. In thì mấy bữa trước mình cũng đã có demo cho các bạn về cái cách in giấy trên cái giấy 8 của máy Ricoh XP830DN rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm cần trên B nè. Ở đây mình sử dụng cái giấy for định lượng 230, tức là đây là cũng loại là giấy dày đấy các bạn. À, thì các bạn chọn dòng máy, các bạn chọn Vision ha. Vision các bạn chọn vào mình đây. Đối với giấy dày thì mình chỉ chọn keypad thì chủ yếu ha. Rồi sau đó định lượng nè. Mình định lượng là 230, tuy nhiên là mình in luôn là ở thích 4 luôn. Thích 4 là 257337. Rồi sau đó chúng ta sẽ in ra. Chúng ta bấm OK rồi chờ máy in. Sau khi các bạn in ra trên cái giấy for, đây là cái giấy for 230, tức là cũng tương đối là dày. Cái này giấy dày chứ không phải là giấy mỏng nha các bạn. Thì đối với giấy in á, thì cũng tùy theo loại, các bạn có thể là sử dụng giấy in ảnh một mặt 230 hoặc là những cái loại giấy for 180, 170. Làm sao mà các bạn bỏ vào trong cái thẻ cho nó chắc chắn. Thì đây là cái bản in ra như thế này, các bạn sẽ thấy cái máy 830DN in ra cho cái bản rất là cái màu đỏ rất là tươi. Đối với nếu mà cái máy in phun á, đối với những cái dòng máy in phun mà các bạn mới mua về luôn thì có thể các bạn in được, nhưng mà đối với những cái máy in phun mà đã lâu rồi á, thì cái màu sắc nó hơi bị sậm, nó không có được đỏ tươi thế này đâu. Do đó là bây giờ sau khi mà chúng ta in ra thế này xong rồi chúng ta sẽ cắt ra từng con nhỏ, và giờ mình sử dụng cái kéo mình cắt ra con nhỏ này. Cắt ra nó được một cái thẻ thế này nè. Còn đối với cái thẻ đeo, thì đây là cái hộp của thẻ đeo. Là các bạn đi ra những cái nơi mà người ta bán á, ta sẽ thấy các bạn cứ nói là thẻ đeo đại hội, người ta sẽ bán một cái hộp như thế này. Thì một cái hộp này hiện tại giờ tầm là khoảng 40.000, thì nó bao gồm là được 50 thẻ thế này. Đây là cái thẻ đeo đại hội là bao gồm nè, đây là cái miếng nhựa, đây là cái miếng nhựa ha, đây là miếng nhựa, và đây là cái thẻ đeo bao gồm, cho nên nó có cái băng kim băng này, các bạn sẽ thấy có kim băng luôn. À, đây nó có kim băng luôn. Và ở đây nè, nếu mà có người nào mà đại biểu nào mà ta có túi thì ta đeo, ta kẹp vô đây. Còn nếu không người ta sẽ ghim vào áo thế này. Ghim vào áo thế này. Thì bây giờ bỏ vào. Bây giờ mình sẽ lấy cái miếng trong đây, nó sẽ có một cái miếng lót mà chúng ta sẽ lấy vào. Thì ở đây cái miếng này nó cũng rất là mỏng, nó dẻo hơn. Đối với cái miếng này thì các bạn không nên mà kiếm miếng dày. Tại vì cái miếng dày khi các bạn tách ra nó sẽ dễ bị gãy, tại đây là cái miếng dựa ta ép, ta gấp, ta ép lại thôi. Do đó đây là cái miếng đại hội, thì khi mà bỏ vào thì cái đầu trên nó phải tương đương với cái đầu trên của cái này ha. Thì các bạn bỏ vào nè, các bạn bỏ vào thế này, bỏ vào rồi sau đó các bạn đưa xuống như này, sau đó các bạn đưa xuống này, các bạn lật cái phần dưới ra, các bạn lật phần dưới ra, các bạn đưa vào ha. Và đây đây là một cái thẻ đại hội hoàn chỉnh. À, đây là cái thẻ đại hội đồng chỉnh, người ta có thể là đeo lên áo như thế này à, hoặc là người ta kẹp trên áo đấy, các bạn thấy không? Đó là một cái quy trình mà chúng ta làm một cái thẻ. Thì có thể từ cái thẻ này các bạn có thể áp dụng ra tất cả các loại thẻ mà có thể đeo áo à, thì các bạn sẽ lấy chỗ này. Thì nếu mà các bạn mới, các bạn chưa biết kích thước, thì các bạn nên khi mà các bạn làm cái gì thì các bạn nên lấy cái thước, các bạn đo chiều ngang và chiều dọc của nó là cái thước bao nhiêu, rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái thước đó, chúng ta thiết kế trên cái bằng cái thước của cái vật hiện tại để chúng ta làm. Rồi video của chia sẻ của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy thu video có hữu ích thì các bạn hãy share để cho các bạn khác có thể là thấy và theo dõi được. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy like, bấm vào nút biểu tượng like để ủng hộ tinh thần cho video.
Nếu các bạn nào mới ghé qua kênh Vado Official thì các bạn hãy giúp mình đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông khi nào mình tăng những cái chia sẻ mới về ngành nghề lĩnh vực photo điện nóng, thì các bạn có thể là người được thông báo và theo dõi video của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn làm ăn ngày càng phát đạt. Bye bye.